Trao đổi với FBNC mới đây, đại diện Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tổng cục Du lịch đang phát động chương trình kích cầu du lịch quốc tế. Trọng tâm của chương trình là liên kết để giảm từ 20 đến 40% giá các tour du lịch từ 5 thị trường vừa được miễn thị thực đơn phương đến Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình kích cầu du lịch quốc tế do Tổng cục Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các địa phương tổ chức triển khai. Đối tượng chính của chương trình này là du khách đến từ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Đây chính là 5 thị trường vừa được chính phủ Việt Nam công bố miễn thị thực đơn phương trong vòng 1 năm, từ ngày 1 tháng 7 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 2016. Cũng giống như chương trình kích cầu nội địa, việc kích cầu quốc tế lần này cũng dựa trên trọng tâm là vận động, liên kết các hãng hàng không với các đơn vị dịch vụ mặt đất như ăn, ở, tham quan, vận chuyển, lưu trú để giảm giá tour. Mức giảm giá kỳ vọng đạt được sẽ là từ 20% đến 40%. Chương trình kích cầu hiện nay là công bố chương trình kích cầu và triển khai chương trình. Thì trong quá trình triển khai này đó thì cũng có sự quan tâm từ đối tác nước ngoài này kia liên hệ với ngành du lịch để người ta biết được cái cụ thể từng chương trình. Vì vậy mà có cái sự quan tâm. Tất nhiên là cái việc mà tăng đó là chưa phải là hưởng ứng khách được hưởng cái giá kích cầu. Giá kích cầu hiện nay là trong quá trình đang xây dựng và đang có những cái chương trình sẽ cụ thể để chào bán và thu hút được cái khách người ta tự tới với Việt Nam. Cũng theo bà Khánh, hiện Tổng cục Du lịch đã có văn bản chỉ đạo cụ thể đến từng đơn vị địa phương về nội dung chương trình này. Dựa trên mức giảm giá của các doanh nghiệp liên quan, các đơn vị lữ hành sẽ xây dựng các chương trình với các mức giá phù hợp với từng thị trường cụ thể. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, tính đến hết tháng 7/2015, Việt Nam đã đón khoảng 4,4 triệu lượt khách quốc tế, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.